Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Trương Ngọc Ánh lộ khuôn mặt cứng đơ vì giao kéo quá đà. Trong buổi khai trương quán bar của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 6 tháng 10, diễn viên Trương Ngọc Ánh lộ khuôn mặt lạ lẫm, cứng đơ. Tối ngày 6 tháng 10, nhiều sao Việt đến chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lên chức ông chủ một quán bar ở thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng có mặt để chúc mừng người bạn của mình. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Trương Ngọc Ánh. Bức ảnh mới nhất của Trương Ngọc Ánh tại sự kiện này khiến nhiều người khó tin vào mắt mình, vì cho rằng nhan sắc của cô khác nhiều so với trước. Sau 23 năm hoạt động trong làng giải trí, Trương Ngọc Ánh là gương mặt quen thuộc và nổi tiếng với nhiều khán giả cả nước, kể cả bộ phim Đồng Tiền Sương Máu công chiếu lần đầu tiên vào năm 1998. Trương Ngọc Ánh đã đảm nhận hàng loạt các vai diễn chính trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng. Nhan sắc của người đẹp sinh năm 1976 cũng được giới truyền thông chú ý và theo dõi. Gương mặt ngày càng mang nhiều nét khác biệt so với những ngày đầu tiên của cô cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Nếu như trước đây Trương Ngọc Ánh là một trong những mỹ nhân mang vẻ đẹp cá tính, khỏe khoắn và mạnh mẽ, với khuôn mặt vuông vặn góc cạnh, các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, thì giờ đây người ta ngày càng quen hơn với khuôn mặt V-line, cằm dài và nhọn hơn của người đẹp. Nhiều người thấy Trương Ngọc Ánh rất khác so với thời thiếu nữ và người đẹp bị nghi là dùng dao kéo quá đà.
cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.